Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn hóa Toàn cảnh. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những thông tin về các hoạt động sẽ diễn ra trong Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 với chủ đề Tuần Văn hóa Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011. Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Du lịch Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011, một lần nữa công chúng thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập hiện vật đồ sộ toàn diện nhất từ trước đến nay về di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, di tích Đàn Tế Nam Giao và di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa. Hệ thống di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ được giới thiệu tại triển lãm gồm các hiện vật, sa bàn quy hoạch thành Tây Đô, kiến trúc hoàng thành, mặt bằng tổng thể Đàn Tế Nam Giao, hiện vật khảo cổ, La Thành và các di sản vùng phụ cận. Đồng thời, ban tổ chức cũng sưu tầm sản xuất giới thiệu băng đĩa DVD, VCD, phim di sản và album ảnh các báo, tạp chí trong nước và quốc tế nghiên cứu tuyên truyền về Thành Nhà Hồ. Cũng trong khuôn khổ tuần văn hóa này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã dành riêng một không gian cho việc tôn vinh Vịnh Hạ Long vừa lọt vào top 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Theo đó, ban tổ chức sẽ truyền tải những thông tin về quá trình bầu chọn cũng như những hình ảnh đẹp nhất về Vịnh Hạ Long cùng với 6 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vừa được tổ chức New Urban Wonder công bố vào ngày 12 tháng 11 vừa qua cùng với Vịnh Hạ Long. Trong chương trình tôn vinh Vịnh Hạ Long và tri ân những người từng ủng hộ cho di sản này trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới trong suốt 4 năm qua, sẽ có sự tham gia của hàng nghìn sinh viên đến từ các trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội và sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam. Chương trình này nằm trong kế hoạch quảng bá tích cực cho năm du lịch quốc gia khu vực Bắc Trung Bộ, Huế 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Vào ngày 23 và 24 tháng 11 tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức hội thảo giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống tại Hà Nội nhằm đánh giá nhìn nhận lại một cách toàn diện những chặng đường phát triển đã qua, từ đó có biện pháp khắc phục những yếu kém tồn tại, đồng thời phát huy mặt tích cực, tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, việc Bộ Giáo dục Đào tạo đưa truyện Tấm Cám vào chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 với đoạn kết đã được thay đổi, thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận. Nhiều người đồng tình coi đây là một sự thay đổi phù hợp với xã hội hiện nay và mục đích giáo dục học sinh trong nhà trường. Nhưng cũng có không ít những người cho rằng đây là một sự áp đặt chủ quan, nó làm méo mó những tác phẩm văn học dân gian đã trở thành kinh điển. Và từ đây cũng nảy sinh ra một câu hỏi, chúng ta nên đối xử như thế nào với những di sản văn học dân gian của cha ông để lại? Ghi nhận của phóng viên Văn hóa Toàn cảnh. Theo như văn bản truyện Tấm Cám mà người Việt Nam đã quen thuộc từ nhiều năm nay, những nhân vật tượng trưng cho cái xấu phải chịu một kết cục thê thảm, cám chết vì bị dội nước sôi, tấm đem làm mắm rồi gửi cho mẹ cám ăn. Người mẹ kế độc ác sau đó chết vì uất ức khi biết mình đã ăn thịt con. Cái kết này đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt Nam theo quy luật, cái ác phải bị trừng trị. Trong khi đó, các tình tiết trong phần kết truyện Tấm Cám sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 đã được cắt bớt hoặc thay đổi ít nhiều nhằm làm cho ấn tượng về sự trả thù của nhân vật Tấm bớt phần rùng rợn hơn. Lý do cho sự thay đổi được giải thích là hành động trả thù của Tấm quá độc ác, gây phản cảm và làm mất đi hình tượng về một cô Tấm hiền lành, nết na bấy lâu nay. Có nhiều người đồng tình với quan điểm này, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng quan niệm như vậy là chưa đúng, là không hiểu tâm thức dân gian người Việt. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang đối xử với một văn bản truyền cổ tích. Tức là cái truyền cổ tích này nó là có lâu đời, nó đã được định hình qua cái lời kể đến truyền đến bây giờ, qua nhiều đời. Thì chúng ta thấy họ đã tiếp nhận nguyên truyền cổ tích như đến truyền đến đời chúng ta bây giờ, là có cả cái đoàn kết này. Và phải hiểu cho cái nghĩa, cái ý nghĩa đặc trưng của truyền cổ tích, đó là một biểu tượng, đó là một khát vọng trừng trị cái ác và trừng trị một cách đích đáng, triệt để. Cái đặc điểm của nhân vật trong truyện cổ tích là gì? Đó là nhân vật chức năng, nhân vật mặt nạ, tức là nhân vật đóng một cái vai trò nào đó trong truyện. Chẳng hạn như Tấm là một cái nhân vật đóng cái vai là đại diện cho cái thiện để thưởng thức, đánh giá một cách thỏa đáng nhất, một cách có lý, có tình, tức là công bằng, chính xác, khách quan. Thì tôi nghĩ là không nên tách rời nó ra khỏi cái hoàn cảnh ra đời của nó, cái hoàn cảnh mà nó đã sản sinh, nó được sản sinh ra. Thì rõ ràng là gì? Chúng ta không nên lấy cái trình độ nhận thức ngày hôm nay, trình độ tư duy ngày hôm nay, quan niệm đạo đức ngày hôm nay để chúng ta soi xét, soi vào một cái tác phẩm đã thuộc về quá khứ. Đó là những truyện cổ tích đã trở thành một cái gọi archetype, một thuật ngữ trong folklore, trong ngành nghiên cứu văn học, tức là trở thành một cổ mẫu. Do đó, tôi không đồng tình việc là bảo chúng ta phải viết lại
hoặc là cắt cái đoạn làm mắm đi, hoặc là viết lại cái truyện cổ tích đi. Thứ nhất là nó xâm phạm đến tính nguyên vẹn của một nguyên bản truyện cổ tích. Và thứ hai như thế thì nếu anh đối xử với truyện cổ tích tầm cảm thế thì còn nhiều truyện cổ tích khác, còn nhiều cái khác, thế rồi sửa đổi sao? Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng cho rằng những lo ngại về việc nếu giữ nguyên cái kết cũ của truyện Tấm Cám sẽ ảnh hưởng tới việc hình thành nhân cách của học sinh là không có căn cứ, mà quan trọng nhất là phải có sự định hướng, chỉ dẫn kỹ càng cho học sinh khi tìm hiểu về tác phẩm này. Biết bao thế hệ để được học, biết bao thế hệ để được người Việt, để được nghe ông bà cha mẹ kể, thế nó có đâu có tác động xấu. Đừng ngồi lấy nê là bây giờ là nhiều cái hành động hung bạo, nhiều tội ác đang diễn ra hiện nay, nó không liên quan đến chuyện Tấm Cám. Theo cái quan điểm của tôi là giữ nguyên cái kết đó và vận dạng dạy trong nhà trường, nhưng cái làm sao các thầy cô giảng dạy đấy, cho các học trò hiểu được cái ý nghĩa của chuyện này. À, vì nó đã là câu chuyện mà đã thành cổ tích rồi mà, thì chỉ có một cái là mình dạy ở trong nhà trường cái hướng dạy như thế nào. Mình có thể nói đến những cái ưu điểm và cái hạn chế của cái chuyện ấy thôi. Từ những ý kiến trái chiều trong dư luận xung quanh việc có nên thay đổi kết truyện Tấm Cám, một vấn đề lớn hơn được đặt ra là chúng ta nên ứng xử với những tác phẩm văn học dân gian mà cha ông để lại như thế nào, tôn trọng và coi đó như là một phần tất yếu của lịch sử, hay là áp đặt cái nhìn chủ quan của chúng ta ngày hôm nay để rồi sửa đổi theo mong muốn, mục đích của mình. Đành rằng là cuộc sống nói chung không có gì nhất thành bất biến. Cuộc sống nó luôn 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 vận động, biến đổi, và những cái tác phẩm văn học cũng vậy thôi. Nhưng mà một cái gì đấy mà khi nó đã trở thành gọi là thành cái kết tinh, thành một cái gọi là di sản của cha ông để lại, nó mang tính lịch sử, thì theo tôi là vẫn nên là tôn trọng và giữ đúng cái nguyên bản lúc đầu. Ở đây là tránh như là lối hiện đại hóa truyện cổ tích. Anh mang tâm thức của người hiện đại vào. Nếu bây giờ chúng ta coi nó là cái kết độc ác, thì người xưa đã giảng dạy cho con em thế nào? Vẫn cái kết đó mà họ không cắt đi. Ôi khái nữa. Thế cho nên ở đây là một cách ứng xử với di sản văn hóa nói chung, truyền cổ tích nói riêng. Và như thế này, và nhất là truyền đạt cho lớp trẻ, đó là mỗi thời có cách đọc của mình, nhưng đều phải tốt trên cơ sở tôn trọng văn bản. Truyện cổ tích nói riêng và kho tàng văn học dân gian nói chung là tâm hồn, bản sắc văn hóa của dân tộc. Thế hệ hôm nay cần hiểu đúng những tác phẩm văn học dân gian với những đặc trưng riêng của nó để tự rút ra bài học cho mình. Thay đổi, đặc biệt là kết truyện, nếu không được cân nhắc kỹ càng, sẽ vô tình làm mất đi một phần giá trị của tác phẩm. Hoàng tử William và công nương Kate một lần nữa đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi trở thành nhân vật chính trong loạt truyện tranh mới nhất của một nghệ sĩ pop art người Brazil có tiếng nhất hiện nay, Romero Brito. Trong tranh của Brito, hoàng tử William và Kate được mô tả giống như trong lễ đính hôn của họ. Bức vẽ dùng những mảng màu tươi sáng với điểm nhấn là chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay Kate và những trái tim đỏ rực trên má. Romero Brito cho hay, cặp đôi này cùng gia đình nữ hoàng Elizabeth II là những nhân vật anh luôn ngưỡng mộ, bởi họ là một gia đình giàu truyền thống nhưng cũng rất hiện đại, luôn tôn trọng những giá trị lịch sử cũng như rất cởi mở trong cuộc sống. Tôi vẽ những bức chân dung này cũng để bộc lộ sự ngưỡng mộ của tôi đối với gia đình hoàng gia, bởi họ thể hiện những gì mà cả thế giới hiện nay đang ao ước. Với tôi, mọi thứ, từ tình yêu, hạnh phúc đến bất kỳ điều gì bắt nguồn từ nước Anh, luôn tồn tại thật lâu. Đó là lý do tôi thực hiện loạt tranh này. Cũng xuất hiện trong lượt trưng bày lần này tại London, còn có loạt tranh Our Princess và hai bức chân dung nữ hoàng Elizabeth II, Đức Chúa Giê-xu, Đức Giáo Hoàng, nữ ca sĩ Madonna và chú chuột Mickey. Sinh năm 1963, họa sĩ người Brazil Romero Brito tự theo học ngành mỹ thuật và bắt đầu sự nghiệp bằng những bức minh họa trên báo. Phong cách nghệ thuật độc đáo của anh, một sự kết hợp giữa xu hướng lập thể là nghệ thuật pop art, đã khiến đẩy tên tuổi của anh lên tầm thế giới. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Trang tin AP cho hay, một bản in cuốn truyện tranh Spider-Man thuộc loại hiếm có giá tới 15.000 đô la Mỹ đã bị đánh cắp khỏi một ngôi nhà ở Lincoln, Nebraska, Mỹ. Với tiêu đề Amazing Fantasy No. 15, cuốn truyện tranh đã đánh dấu màn xuất hiện đầu tiên của nhân vật Spider-Man. Vào năm 1962, cuốn truyện đã được bán với giá 12 cent,
gần 50 năm sau đó. Nó đã có giá tới hàng nghìn đô la Mỹ và tới tháng 5 vừa qua, một người mua dấu tên đã bỏ ra tới hơn 1 triệu đô la Mỹ để sở hữu một cuốn Amazing Fantasy No. 15 khác xuất bản từ năm 1962, được lưu giữ gần như mới. Hãng Google đã chính thức cạnh tranh với Apple và Amazon khi cho trình làng kho nhạc trực tuyến mới. Dịch vụ này sẽ có nhiều tính năng mới so với phiên bản thử nghiệm như kho nhạc MP3 với tính kết nối chặt chẽ cùng mạng xã hội Google Cộng. Kho âm nhạc trực tuyến này cho phép người dùng đăng tải hoàn toàn miễn phí tất cả thư viện nhạc của họ lên máy chủ Google. Từ đó, người dùng có thể dễ dàng nghe nhạc của mình từ bất kỳ trình duyệt hay thiết bị Android nào. Super Junior sẽ chính thức khởi động tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Super Junior World Tour Super Show Tour từ ngày 19 tháng 11. Chuyến lưu diễn này sẽ mở màn bằng buổi biểu diễn tại Seoul vào ngày 19 và 20 tháng 11. Ngoài các địa điểm tại khu vực châu Á, Super Junior cũng sẽ tấn công toàn thế giới bao gồm châu Mỹ và châu Âu. Trong chuyến lưu diễn này, Super Junior không chỉ biểu diễn những bài hát gắn liền với tên tuổi của nhóm mà còn thêm những ca khúc trong album thứ 5. Tính đến thời điểm hiện tại, Super Junior đã có 3 chuyến lưu diễn liên tục đến các thành phố châu Á. Trước đó, những buổi biểu diễn tại Los Angeles, New York, Paris đã giúp Super Junior có cơ hội tiếp cận gần hơn với người hâm mộ nước ngoài và mở rộng sức ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới. Mới đây, Super Junior cũng đã vượt qua Jang Jae-suk để trở thành những nghệ sĩ Hàn được người nước ngoài yêu thích nhất trong cuộc bình chọn của trang mạng tiếng Anh Korea.com. Ngoài ra, các chàng trai này đã từng đánh bại Đông Bang Shinki và Girl Generation để trở thành những nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất ở Tây Ban Nha, Trung Quốc và Mexico. Jane Austen, nhà văn Anh được yêu thích nhất mọi thời đại, tác giả của Lý Trí và Tình Cảm, Kiêu Hãnh và Định Kiến, đã qua đời từ năm 1817 ở tuổi 41. Từ đó cho đến nay, các chuyên gia vẫn không thể đưa ra được nguyên nhân chính xác về cái chết của bà, mặc dù hầu hết cho rằng bà chết vì bệnh ung thư hoặc bệnh suy thận. Tuy nhiên mới đây, nhà văn trinh thám Lindsay Oxford cho rằng Austen có thể chết vì bị ngộ độc thạch tín. Cách đây 3 năm, nhà văn Oxford đã tới ngôi làng Chawtown của Austen để viết một cuốn tiểu thuyết về tội phạm. Khi tới đây, bà đã đọc nhiều bức thư của Austen và nghi ngờ Austen bị ngộ độc thạch tín. Oxford liên lạc với Hiệp hội Jane Austen ở Bắc Mỹ và chủ tịch của hiệp hội này cho biết một lọn tóc của Austen được lưu giữ trong một bảo tàng đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với thạch tín. Trong thời của Austen, thạch tín được sử dụng như một loại thuốc. Song Oxford cũng không loại trừ khả năng Austen đã bị giết hại bằng thạch tín, chứ không đơn thuần chỉ ngộ độc do dùng thuốc. Và bà đã suy xét về vấn đề này trong cuốn tiểu thuyết mới The Mysterious Death of Miss Austen, tạm dịch Cái chết bí ẩn của Austen. Austen sinh ngày 16 tháng 12 năm 1775, mất ngày 18 tháng 7 năm 1817, là một trong số những nhà văn có ảnh hưởng nhất và được trọng vọng nhất trên văn đàn nước Anh nhờ những trang viết về các vấn đề xã hội cùng văn phong tuyệt kỹ và nghệ thuật xây dựng những tình huống ly kỳ hấp dẫn. Bà chỉ viết một số ít tiểu thuyết như Lý Trí và Tình Cảm, Kiêu Hãnh và Định Kiến, Mansfield Park, Emma, Northanger FB và Thuyết Phục. Nhưng tất cả đều trở thành tác phẩm kinh điển và được các thế hệ luôn tìm đọc. Trong suốt cuộc đời mình, Jane Austen chưa hề kết hôn, nhưng những câu chuyện tình yêu lãng mạn phần nào được nhà văn khai thác từ chính cuộc tình của mình với Tom Lefroy. Austen hiện vẫn được xem là một trong những nhà văn lãng mạn nhất. Cuộc đời và tác phẩm của bà đã là chủ đề của nhiều phim nhựa và phim truyền hình. Chưa kể còn có nhiều sản phẩm văn học ăn theo, từ những câu chuyện hiện đại như The Jane Austen Book Club của Karen Joy Fowler cho đến những câu chuyện hư cấu như Mr. Darcy Diary của Amanda Grant. Trong cuộc bình chọn do đài BBC tổ chức ở Anh năm 2005, Jane Austen được chọn là nhà văn nữ Anh được yêu thích nhất mọi thời đại. Riêng cuốn tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến được bình chọn là tác phẩm của nhà văn Anh được yêu thích thứ hai mọi thời đại, chỉ đứng sau cuốn Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Văn hóa Toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.